Xin chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của chúng mình. Trước tiên thì Minh Phụng Music rất cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng trong suốt thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm nhạc cụ đến từ nhà Kidman. Và trong video lần này sẽ là mẫu đàn mới nhất Kidman B215. Chúng mình sẽ gửi đến các bạn những lời nói chân thật từ suy nghĩ của em. Trước tiên cho chú hỏi là con học đàn được bao lâu rồi? Con không biết, con nghĩ là mấy tháng rồi. Sản phẩm này là con lựa màu đúng không? Trong 6 màu là con có thích nhất là màu đỏ. Mà con thích màu đỏ mà tại vì nó cũng hơi giống màu hồng. Quá tuyệt vời luôn. Và sau khi chơi thì con có cảm nghĩ thế nào về cây đàn này? Con nghĩ là nó mới. Còn gì nữa không nè? Con nghĩ là nó đẹp. Vậy nó đẹp rồi con có muốn học giỏi hơn, đàn giỏi hơn sau này không? Dạ có. Con có hứa là sẽ học đàn thật giỏi để đàn cho bà và ba của mình nghe không nè? Có. Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Đã hơn 7 giờ và buổi học rèn luyện kỹ năng hàng tuần vẫn đang diễn ra trong bầu không khí vui tươi trên khuôn mặt đội ngũ nhân viên, thì tụi mình nhận được tin lên đường bàn giao chiếc piano điện Kidman B215 màu đỏ đô đến với gia đình của một bé gái dễ thương tại chung cư văn hóa 2H Bình Thạnh. Nào đi dạo phố D với tụi mình nhé. Trong ánh sáng dịu nhẹ của các tầng lầu, nhân viên đang cẩn thận vận chuyển chiếc piano điện Kidman B215 đến cho gia đình. B215 được đóng gói cẩn thận bên trong thùng đàn dày nhiều lớp để giữ an toàn cho đàn. Ngoài cái đàn B215 còn có thùng chân đàn U-Stand và ghế piano được bọc bong bóng siêu dày. Toàn bộ phụ kiện bên trong thùng chân đàn đã được mang ra và tụi mình sẽ tiến hành lắp ráp nhé. Vì đã có bé ngồi hướng dẫn nên mình dễ dàng thao tác, các bạn cứ làm theo mình nhé. Và đây là ba bước lắp chân đàn. Đầu tiên sẽ là xếp các thanh kim loại, gắn ốc vít ở phần đế, tiếp theo sẽ gắn thanh cong, siết ốc ở phần thân. Sau cùng thì piano điện B215 được bảo vệ cẩn thận với lớp ni lông dày đã được mang ra và để lên chân rồi. Mời anh em chiêm ngưỡng nào. Bên cạnh một cái đàn chất lượng không thể thiếu bộ phụ kiện đi kèm với Kidman B215 thì sẽ gồm có adapter 12V, pedal tạo độ vang, giá để sách bản rộng cùng màu với đàn, khăn lau đàn chuyên dụng, sách hướng dẫn sử dụng để em có thể bắt đầu việc học nhạc. Ngay bây giờ thì mình đã gắn luôn giá nhạc màu đỏ này lên piano B215 luôn cho bé. Còn đây là đôi lời chia sẻ của bà em dành cho tụi mình rằng em lúc 4 tuổi đã chơi đàn rồi nhưng do bận việc học nên nghỉ cũng gần 1 năm. Vào dịp hè này khi rảnh, gia đình đã lên Facebook tìm mua piano cho bé chơi hè, thì thấy cái đàn piano B215 với mức giá cực ngon chỉ 7 triệu đồng mà còn trang bị Bluetooth hiện đại để em có thể nghe và tập hát các bài nhạc tiếng Anh cùng với màu sắc đẹp đúng với sở thích của em. Sau vài ngày tham khảo và tìm hiểu thì em đã quyết định chọn cho mình cái đàn màu đỏ xinh xắn này. Vậy B215 có hoàn thành nhiệm vụ cùng bé trở thành một nghệ sĩ piano tài năng hay không? Hãy khám phá cái đàn này với mình nhé. B215 với màn hình chán gương cùng dãy đèn led ấn tượng, 88 phím đàn với 4 cấp độ cảm ứng lực nhấn mô tả chân thực cảm giác chơi piano cơ, bộ đôi loa 15W đem đến âm thanh sắc nét với 6 phiên bản màu đầy ấn tượng trên B215 cũng chính là lý do mà anh em không thể bỏ lỡ với chip Sam 5704 đến từ Pháp, mang đến khả năng xử lý ấn tượng cho đàn cùng 162 polyphony, 128 âm sắc và 58 bài hát nhiều thể loại. Bên cạnh đó là những chức năng quen thuộc dành cho người chơi như reverb, transpose, metronome. Đặc biệt nhất trên B215 là tính năng kết nối Bluetooth MIDI giúp người chơi học nhạc dễ dàng qua các app học nhạc trên các thiết bị thông minh, và Bluetooth audio sẽ phát nhạc trực tiếp qua lá đàn. Cùng với tính năng percussion, piano sẽ trở thành một bộ drum với nhiều âm thanh của các loại nhạc cụ gõ. Chính sách bảo hành hấp dẫn dành cho khách hàng khi mua B215 tại Minh Phụng Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Qua đây mình xin thay mặt công ty cảm ơn gia đình cô đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm của nhà Kidman cũng như Minh Phụng Music. Hy vọng sau này với những sản phẩm mới và nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn hơn, mình sẽ được đồng hành cùng cô và các bạn trong thời gian sắp tới nhé. Chúc gia đình của cô và bé sẽ học thật giỏi và có nhiều sức khỏe hơn nhé. Hẹn gặp lại anh em vào những video kỳ tới với những chuyến đi hấp dẫn hơn nữa nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại.